Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Cân Điện Tử Quốc Thịnh. Thì ngày hôm nay Cân Điện Tử Quốc Thịnh xin giới thiệu các bạn một dòng cân điện tử giá rẻ chuyên dùng cho các ứng dụng trong cân nhà bếp. Cân nguyên liệu sản xuất hoặc là cân yến xào. Nói chung là dùng cho các ứng dụng cân điện tử nhỏ hoặc yêu cầu độ chính xác cao. Thì dòng cân này có model là GS Sinco. Nó có các mức cân là 1 kg, 2 kg, 3 kg, 6 kg. Thì tùy các mức cân khác nhau sẽ có những size số khác nhau. Ví dụ như từ 1 kg tới 3 kg là size số 0.1, loại 6 kg là size số là 1 gram. Khi mua cân ấy, thì các bạn sẽ được kèm theo một sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, có ghi các chức năng. Đó. Các chức năng và một cục nguồn, nguồn sạc và một một đĩa cân bằng thép không gỉ đó, và một đĩa cân bằng nhựa đó. Cái đĩa cân này có thể tháo rời, các bạn có thể tháo rời ra. Đây là mặt dưới của cân đó, được bao bọc kín quanh đó. Đó là tổng quan về cân. Thì cái đĩa cân này có kích thước là 15 cm vuông đó. Cân này thì có sử dụng là nguồn DC là 6V này và hoặc là 4 pin tiểu 3A. Đó. Đó là nguồn của cân. Thì sau đây mình xin giới thiệu sơ qua một số tín hiệu đèn báo và chức năng các phím. Ví dụ như đây là bên này là đèn báo unit đơn vị này. Đó, ví dụ như đơn vị gam này đang hiển thị này, đơn vị LB này, đơn vị OZ này. Đây là đèn báo cân ổn định này, đèn báo vòng tròn này. Còn đây là đèn báo rero này. Đó, cân đang là 0. Còn các phím thì phím đây, phím on off, tắt mở này, phím unit này, phím PCS, phím đếm này, phím tare, phím trừ bì. Đó là các cái thông số cơ bản của cân. Thì sau đây mình xin giới thiệu sơ qua cách sử dụng cân với một số chức năng cân thông dụng và được sử dụng nhiều nhất. Đầu tiên là cái phím on off này, là phím tắt mở nguồn. Thì mình tắt thì mình nhấn giữ một lúc đó, mở thì mình nhấn lên, cân sẽ khởi động về không. Thì khi đó mình bắt đầu cân đó. Ví dụ này đó, cân sẽ nhảy số báo ổn định thì mình đọc thôi đó. Khi cân báo ổn định vòng tròn đó, thì mình sẽ đọc cái số ký. Phím unit này, phím chuyển đổi đơn vị này, đó, mình chuyển đổi đơn vị này, đó, LB này, OZ này, đó, gam, đó, nó chỉ có chức năng như vậy thôi. PCS là phím đếm, phím đếm là phím dùng để đếm số lượng đơn giản. Thì cân này có chức năng đếm các cái vật có trọng lượng tương đối lớn, thì nó sẽ đếm với độ chính xác cao hơn. Còn đối với những trọng lượng nhỏ thì các bạn có thể dùng dòng cân chuyên về đếm. Thì nó sẽ có nhiều chức năng hỗ trợ cái độ chính xác cao hơn. Phím PCS là phím đếm này. Thì mình muốn phím vào phím mình đếm chức năng thì mình sẽ do phím này. Đầu tiên thì mình sẽ nhấn giữ phím này vô. Nhấn phím này vô thì cân sẽ vào chế độ đếm là PCS này. Sau đó mình nhấn giữ một lúc này. Cân sẽ hiển thị cái trọng lượng lấy mẫu vật trước. Thì ví dụ như trước khi cân cái vật gì đó thì mình sẽ cần lấy mẫu vật trước, rồi sau đó mình bỏ hàng loạt lên thì cân sẽ đếm ra cái số lượng chính xác. Thì ví dụ như mình lấy mẫu vật trước, ví dụ như 10 đúng không, thì mình có thể thay đổi này, đó, 20, 25, 50, 200, tối đa 200 mẫu. Thì mình càng lấy mẫu càng cao thì cái độ chính xác càng lớn. Thì ví dụ như bây giờ mình lấy mẫu 20 thì mình đếm số lượng 20, giờ mình ví dụ mình bỏ lên 20. Đó, mình nhấn đó, nhấn dưới cái cân sẽ về hiển thị là 20 PCS là 20 cái đó. Thì khi đó mình sẽ bỏ lên cân chưa hiển thị nhỏ quá đó, ví dụ như mình bỏ cái này 20 đi đó. Đó thì thành 40 đó. Ví dụ như mình bỏ như vậy thì trong quá trình các bạn đếm bóc vít chẳng hạn, ví dụ như các bạn bỏ lên một số lượng đó, cân sẽ tự đếm đó. Bỏ nhiều lên cân sẽ đó, mình bỏ thêm
thế bài này đó. Đó, cần sẽ đếm ra cái số lượng mình lấy mẫu thôi. Khi muốn thoát chế độ đến mình nhấn phím unit cái về chế độ cân bình thường đó. Còn phím tare này, phím trừ bì này, ví dụ như mình muốn trừ một bao bì gì đó thì mình nhấn phím tare, ví dụ như mình bỏ bao bì lên này đúng không, cân sẽ cân ổn định mình sẽ nhấn tare, cân sẽ trừ bì và mình bỏ đồ lên cân này đó, thì cân chỉ tính cái trọng lượng mình bỏ lên thôi, còn cái bao bì cân sẽ không tính đó. Mình lấy ra thì bị âm cái bao bì, mình nhấn lại tare. Đó là chức năng trừ bì. Phím tare cũng có thể dùng để cho cân về không, trước khi cân mà cân không ở không thì mình nhấn phím tare đó. Đó là những chức năng cân cơ bản nhất của cân này, cũng đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu cân đơn giản trên thị trường hiện nay cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì trên đây là cân điện tử Quốc Thịnh xin giới thiệu sơ qua về các cái thông số kỹ thuật cũng như các cái chức năng chính của cân GS-SYNCO, cân điện tử nhà bếp làm bánh đó. Thì trong quá trình sử dụng các bạn có những thắc mắc hoặc cái cần hỗ trợ gì về kỹ thuật thì có thể liên hệ với bên cân điện tử Quốc Thịnh qua hotline là 0939 121 568 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.